Bạn, hôm nay cùng tô bức tranh này với mình nhé. Tiên mình sẽ tô cây màu xanh. Sau đó mình sẽ tô thân cây màu nâu. Nó sẽ tô tóc màu đen. Sẽ tô màu xanh. Màu hồng. Trong nhà này mình sẽ tô màu cam. Hoa sẽ tô màu đỏ. Đám mây, mặt trời. Bướm.
Vậy là mình tô xong rồi, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.